Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa tổ chức tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2016 được tiếp tục triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, đã khẳng định kết quả phong trào xây dựng nông thôn mới 5 năm qua là rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai và được xác định là chương trình trọng tâm giai đoạn 2016-2020. Tỉnh Lào Cai cũng đã lựa chọn 5 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới, qua đó tạo phong trào sâu rộng ở các cấp, các ngành và sự vào cuộc tích cực của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác tuyên truyền vận động được quan tâm đặc biệt, mô hình ban tuyên vận phát huy hiệu quả cao, kết quả hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất được quan tâm nâng cấp, giao thông nông thôn được cải thiện. Đến nay 100% số xã có đường bê tông hoặc giải nhựa đến trung tâm xã, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ được mức tăng trưởng ổn định, từng bước mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa, phát triển mạnh sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Năm 2017, Lào Cai phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn dự kiến lên 36 xã vào cuối năm 2017. Đây là cơ sở để đến cuối nhiệm kỳ, Lào Cai sẽ có 50 xã đạt chuẩn theo đúng mục tiêu đề ra. Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Ban An toàn giao thông tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016 và triển khai năm an toàn giao thông 2017. Trong năm 2016, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành 127 kế hoạch, chương trình, công điện, văn bản chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phát động năm an toàn giao thông, mở các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các dịp lễ Tết. Toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra xử lý trên 14.000 trường hợp vi phạm, thu phạt hơn 16 tỷ đồng. Qua tuần tra kiểm soát, các lực lượng chức năng đã tước hơn 1.500 giấy phép lái xe, xử phạt vi phạm 280 phương tiện vi phạm về tải trọng, thay đổi kích thước thành thùng với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 144 vụ tai nạn giao thông, làm chết 66 người, bị thương 155 người, thiệt hại tài sản ước tính 1.286 tỷ đồng. Cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, người bị thương đều giảm so với năm 2015, song không đạt mục tiêu giảm 10% ở cả 3 tiêu chí. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban An toàn giao thông tỉnh nhấn mạnh, để giảm thiểu và kiềm chế tai nạn giao thông, các cấp, các ngành, các địa phương cần quan tâm triển khai, quán triệt các giải pháp từ những ngày đầu năm 2017. Trước mắt, tỉnh sẽ lựa chọn thành phố Lào Cai làm điểm tổ chức đợt ra quân đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn để hạn chế tình trạng sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông trong dịp Tết. Các địa phương quan tâm xử lý dứt điểm các điểm đen về trật tự an toàn giao thông trước Tết, tăng cường xử lý xe quá khổ, quá tải, xe tự chế, xe khách dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định. Chiều ngày 13 tháng 1, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã tới dự. Năm 2016, ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai đã bám sát chương trình hành động của tỉnh ủy, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước và kế hoạch công tác để triển khai thực hiện và đạt nhiều hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đề ra. Trong đó các cuộc thanh tra đảm bảo về nội dung, kết luận khách quan, xử lý vi phạm đúng pháp luật. Công tác tiếp công dân luôn được coi trọng và duy trì. Các vụ việc khiếu nại tố cáo, nhất là những vụ việc có tính chất phức tạp, được giải quyết kịp thời dứt điểm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, các cấp thanh tra phải có kế hoạch trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo, tăng cường công tác tiếp công dân. Tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực cán bộ trong ngành thanh tra để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cũng tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân, các cấp thanh tra trong tỉnh đã được nhận bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ. Thanh tra tỉnh cũng đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2016, đồng thời phát động thi đua năm 2017 trong toàn ngành thanh tra Lào Cai.
Ngày 13 tháng 1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Lào Cai đã tham gia tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch lớn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển sự nghiệp của ngành, nổi bật như tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc khu vực Tây Bắc mở rộng năm 2016. Năm 2016, Lào Cai đón trên 2,7 triệu lượt khách du lịch, tăng 32,5% so với năm 2015. Tổng thu dịch vụ từ du lịch đạt 6.405 tỷ đồng. Các thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh tiếp tục được đầu tư nâng cấp mở rộng. Phong trào thể dục thể thao quần chúng được quan tâm, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Về nhiệm vụ năm 2017, ngành văn hóa thể thao và du lịch Lào Cai tập trung triển khai thực hiện các đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch và phát triển văn hóa thể thao. Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực tiêu biểu như tổ chức tốt các hoạt động cho năm du lịch quốc gia Lào Cai Tây Bắc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh. Phấn đấu năm 2017 đón khoảng 3,1 triệu lượt khách du lịch, doanh thu xã hội đạt 7.800 tỷ đồng. Tại hội nghị, 13 cá nhân nguyên là cán bộ ngành văn hóa, thể thao và du lịch được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai. Nhiều tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Công đoàn viên chức tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị tổng kết công đoàn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Công đoàn viên chức tỉnh Lào Cai hiện có 50 công đoàn cơ sở với trên 4.000 đoàn viên. Chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức viên chức ngày càng được nâng lên về trình độ. 100% công chức viên chức lao động có việc làm ổn định. Các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được bảo đảm. Thu nhập bình quân của cán bộ công chức viên chức lao động đạt 5,8 triệu đồng một người một tháng. Năm 2016, các phong trào thi đua của các cấp công đoàn viên chức tỉnh Lào Cai diễn ra sôi nổi, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu. Tiêu biểu như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng cơ quan văn hóa, phong trào phát huy sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, kế hoạch sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị. Tại cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai tổ chức, Ban tổ chức đã chọn ra 115 dự án có chất lượng tốt để trao giải. Theo đánh giá, các dự án năm nay đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng sản phẩm. Các em học sinh đã biết vận dụng các kiến thức, lý thuyết được học để giải quyết các vấn đề của thực tiễn như đề tài thực trạng việc sử dụng ngôn ngữ, ký hiệu và giải pháp cho người khiếm thính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, nghiên cứu nhà thông minh giá rẻ. Qua việc tổ chức cuộc thi thì chúng tôi đánh giá là chất lượng do có sự đầu tư của các đơn vị trường học rồi cũng đã có kinh nghiệm từ các cái cuộc thi trước, do đó chất lượng của dự án được nâng lên rất là rõ rệt, có nhiều dự án có chất lượng rất là tốt và cái phương pháp nghiên cứu sâu, ý tưởng thì rất là mới và có tính sáng tạo, đồng thời là nó cũng có ý nghĩa nhân văn rất là sâu sắc, khả năng ứng dụng rất là cao đấy, và có nhiều triển vọng để tiếp tục triển khai trên thực tế ở địa bàn của tỉnh Lào Cai cũng như là trong phạm vi của toàn quốc. Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học diễn ra hàng năm đã tạo cơ hội tốt cho học sinh được trao đổi, giao lưu, thắp lên ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Môi trường thì đang ngày càng bị ô nhiễm và việc xả rác của các người dân thì đang làm cho môi trường nước ngày càng bị ô nhiễm nặng nề, và đặc biệt là các loại rác thải như là túi ni lông, vỏ bánh kẹo và chai lon thì bị xả ra nguồn nước và làm cho môi trường nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Chính vì vậy mà chúng em chọn lĩnh vực này để chế tạo ra một chiếc máy dọn rác trên mặt nước mà có thể dọn sạch được các loại rác trên mặt nước mà không tốn chi phí, thời gian và không ảnh hưởng đến sức khỏe con người ạ. Khi tham gia cuộc thi này thì trước hết là chúng em có một sân chơi để có thể giao lưu và làm quen với các bạn học sinh có cùng đam mê nghiên cứu khoa học trong toàn tỉnh, và chúng em cũng học hỏi được các bạn rất nhiều kỹ năng như là kỹ năng thiết kế poster, kỹ năng viết báo cáo và đặc biệt là kỹ năng thuyết trình nữa, và chúng em cũng được mở mang rất nhiều bởi vì cái khả năng thuyết trình với cái khả năng hùng biện rất là tuyệt vời từ các bạn học sinh ở trường khác. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã cấp giấy chứng nhận đạt giải cho 115 dự án, trong đó có 10 giải nhất, 20 giải nhì, 30 giải ba và 55 giải khuyến khích.
ban tổ chức đã lựa chọn 6 dự án xuất sắc tham gia cuộc thi cấp quốc gia năm 2017. Sau đây sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Nga không có ý định trở lại thể thức G8 cùng với nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7. Tuyên bố này được người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đưa ra vào ngày 13 tháng 1. Nga không có ý định trở lại thể thức G8 cùng với nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7. Tuyên bố này được người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đưa ra ngày hôm qua 13 tháng 1. Phát biểu với báo giới, ông Peskov nhấn mạnh chủ đề trở lại nhóm G8 không được thảo luận tại Moscow dưới bất kỳ hình thức nào. Nga không được thông tin về việc lãnh đạo các nước vẫn nhóm họp trong khuôn khổ G7 đề cập việc mời Nga hay các nước khác tham gia. Ông cũng nêu rõ đối với Nga, ưu tiên của Moscow vẫn là tham gia nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20. Trước đó, ngày 12 tháng 1, Ngoại trưởng Italy Angelino Alfano đã không loại trừ khả năng thể thức G8 sẽ được phục hồi thông qua hội nghị thượng đỉnh G8 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 tới tại thành phố Taormina ở đảo Sicily của Italy. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục thông qua thêm các điều khoản then chốt sửa đổi hiến pháp, theo đó cho phép Tổng thống là thành viên của một đảng phái chính trị và có quyền ra các sắc lệnh. Những nội dung này sẽ đưa đến một chế độ tổng thống toàn diện và được giới phân tích nhận định giúp tăng thêm quyền lực cho Tổng thống Tayyip Erdogan. Các điều khoản vừa được thông qua trong ngày 13 tháng 1 bao gồm tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội, cho phép Tổng thống duy trì các mối quan hệ với một chính đảng và quy định cụ thể các quyền hành pháp của Tổng thống, gồm cả quyền ra các sắc lệnh. Việc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua thêm các điều khoản trên là một tín hiệu tích cực đối với Đảng Công lý và Phát triển AKP cầm quyền. Mặc dù những sửa đổi này vẫn cần phải được thông qua ở hai vòng bỏ phiếu tại Quốc hội trước khi được đưa ra trưng cầu dân ý vào mùa xuân tới. Dự luật sửa đổi hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ có 18 điều khoản. Đảng AKP cầm quyền muốn hoàn tất cuộc tranh luận về gói sửa đổi hiến pháp trước ngày 24 tháng 1 tới để có thể đưa ra trưng cầu ý dân vào tháng 4. Thời gian qua, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tích cực thúc đẩy cải cách hiến pháp, khẳng định những cải cách này sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ thịnh vượng hơn và giảm bớt các vấn đề bất ổn. Việc đạt được và thực hiện một số lệnh ngừng bắn ở Syria sẽ là mục tiêu chính tại các cuộc đàm phán về giải quyết cuộc khủng hoảng Syria dự kiến được tổ chức ở thủ đô Astana của Kazakhstan vào ngày 23 tháng 1 tới. Lập trường này được người đứng đầu đoàn đại biểu của phe đối lập Syria, cựu tướng lĩnh quân đội Mustafa Saeed đưa ra hôm qua. Cùng ngày, một thành viên khác từ phái đoàn của phe đối lập Syria cho biết lực lượng này sẽ tham gia vào cuộc đàm phán ở Astana chỉ khi lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày được giám sát trên toàn miền nam Syria bắt đầu từ ngày 13 tháng 1. Tuyên bố của phe đối lập Syria được đưa ra sau khi Nga từ chối bình luận về khả năng Mỹ tham gia cuộc đàm phán sắp tới liên quan cuộc khủng hoảng Syria. Tuy nhiên, Moscow lưu ý cần phải đảm bảo rằng cuộc đàm phán có sự tham dự của nhiều đại diện các bên nhất có thể. Ngày 13 tháng 1, Tổng thống Pháp François Hollande đang tham dự hội nghị cấp cao Pháp-Châu Phi ở Mali đã nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống các phần tử thánh chiến tại khu vực Sahel, Iraq và Syria cũng chính là cuộc chiến chống các phần tử thánh chiến tại Pháp. Hội nghị này diễn ra trong 2 ngày 13 và 14 tháng 1 tại thủ đô Bamako của Mali với sự tham dự của gần 30 người đứng đầu nhà nước và chính phủ. Tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo Pháp và Châu Phi tập trung thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư, cuộc chiến chống khủng bố trong khu vực, cũng như đánh giá tiến trình dân chủ, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Pháp và Lục Địa Đen. Các nhà tổ chức cho biết, mặc dù nhiều nước trong số các quốc gia châu Phi tham gia hội nghị từng là thuộc địa của Pháp, nhưng một số nước châu Phi nói tiếng Anh cũng đã có mặt tại sự kiện quan trọng này. Đặc biệt, hội nghị cũng sẽ thảo luận về thúc đẩy hợp tác quân sự giữa Pháp và các nước châu Phi nhằm xóa bỏ mối đe dọa từ các nhóm Hồi giáo cực đoan và các cuộc tấn công khủng bố ngày càng gia tăng tại khu vực trong thời gian gần đây. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.